Dạ, xin chào quý vị, hôm nay thì hãy đến thăm hoàn cảnh của em Rế Thị Ba quý vị ơi. Ôi trời. Ủa, còn để ý luôn hả? À, đây là hoàn cảnh của em Rế Thị Ba mà đóng quan tài đó quý vị. À, giờ quan tài còn để ý đây luôn này. Chào em nha. Ơi, chồng sao bị cái chân bị đi cà thịt xiển cà xiển rồi? Bông gân đó. Đấy. Bông gân đó. Ủa mà sao này bà đây đi cái chân xỉn xỉn vậy em? Ơi chào em nha. Bé thôi vô đây ngồi luôn hì. Cho tiện chứ còn bồng ra bồng vô vợ thì cũng. Hôm nay anh đi lên đây thì thăm hoàn cảnh của vợ chồng em đó ha. Đáng lẽ thì cũng gửi đi lên sớm rồi nhưng mà cuối cùng cái đi lại cũng khó khăn vừa rồi đó, bé khóc à. Ui có kẹo không, có kẹo ông xe đó. À nó nói lấy cho kẹo, cho kẹo có nghe. Tội hỉ là à, không sao đâu nha. Xin là bác cho kẹo kìa. Cho kẹo con hỉ. Ba đăng kẹo. Đây phải ba đăng kẹo. Đây em gửi cái thuốc cho em đây. Đây là thuốc này cũng thuốc của anh ở miền Nam anh gửi ra đây ha. Cái này ở miền Nam mà gửi ra cho anh chứ không phải là của anh. Nên là hồi em gọi cho anh đó thì anh cũng gọi vào trong kia nhưng mà anh kia anh không có anh gửi cho anh đó. Phải chờ thời gian. Dạ đây là hoàn cảnh của Rế Thị Ba quý vị. Em thì hôm trước hãy đến thì lúc đầu tiên thì đóng quan tài đó quý vị. Không biết quý vị có còn nhớ hay không. Cho anh hỏi là vợ chồng mình cưới nhau được bao nhiêu năm thì vợ bị té như vậy anh? Dạ mới được 2 ngày anh. Ồ, mới được có 2 ngày thôi hả? Dạ. Cưới về 2 ngày là vợ đi làm nhà, cái là vợ bị té. Xong rồi nằm một chỗ luôn. Dạ. Ui, làm quan tài á hả? Ui trời ơi, tội tính quá hả? Làm mà chưa mắc mà làm quan tài rồi quý vị ơi. Đây đang nóng hòm á. Thịt, gà, cá đó, mình chuẩn bị làm hòm. À, vậy hả? Nay thì em cũng khỏe hơn một chút, mập hơn đây. Nhưng mà gần đây sao chồng bị cái chân đau hả? Dạ. Không đi làm được gì em hả? Dạ, đi hơn một tuần rồi. Bác sĩ báo là bị sao vậy em? Em đến xã thì họ nói bị gút nữa. Bị gút hả? Dạ. Lên trạm. Thì tội nghiệp ha. Thế ba lại sức khỏe nào em? Em bữa nay sao có khỏe hơn không? Dạ cũng được. À cũng đỡ hả? Ăn uống này có được không em? Dạ cũng được. À cũng được hả? Ơi đây có kẹo cho con đây. Đây có kẹo có sữa cho con đây. Giờ bé. Đây có kẹo cho con nghe. Đây cho con nghe. Đây kẹo nữa. Ồ, không có cái bịch thì. Có kẹo. Không có cái bịch. Có kẹo. Đây cho con kẹo đây. Đây. Hai tay cầm luôn. Để gửi cho cái kẹo chứ không lạnh. Nhà kẹo. Anh nín liền, không khóc nữa ha. Đây, cho anh cái bắp này, ăn hết đây. Đây, cái này mềm dễ ăn nè. Nói chung là kẹo này hình như mềm hết đúng không ta? Anh mua anh bắp mềm, không biết là đã lấy được. Nè, cho con nè. Đây, con cầm vào con ăn nè. Hai tay. Đó, chắc là anh chịu rồi đó. Hãy khóc liền đấy chưa? Chơi lạnh nhưng mà cái áo mỏng nữa. Áo khoác cái mạnh. Chắc ở trong phòng phải đóng kín cửa này, cũng không lạnh đâu. Đây kẹo, cái đất này. Này, con ăn kẹo nghe. Đã nói được chưa vậy em? Dạ, tiếng kia không biết tiếng. À không sao, không. Đấy này, cho con, cho con. À, cho con này, tội hỉ. Không sao, im lại tí này, cho con. Cá bò mình nè. Đây, cho con một cái nữa nghe. Cho con một cái nữa nghe. Cho con hỉ. Chú thương lắm chứ không có gì đâu mà con. Rồi, thôi. Vậy em đau vậy cũng không đi làm được luôn á. Đau chân sưng là sao? Dạ, chân sưng bây giờ em dám hơn. Họ nó bị gút hả? Dạ. Lên xã hả? Trạm y tế đó hả? Dạ. Trạm y tế thì chắc cũng khám không biết. Có xét nghiệm máu anh biết gì không? Ôi trời ơi, chân đi làm gì có. Đúng đó à. Nói chung là nhìn hình đúng chữ đây. Ý là nhiều lúc mình có bị khớp mà móc mà siêu âm chứ không? Đau cái đau không? Ý là mình có đi vào rừng núi gì không? Dạ có. Thế chắc có giảm cái gì không?
Dạ không. Không giảm gì hả? Dạ. Lúc mà chạy khớp thì không đau. Chặt khớp em có giảm gì chắc không có mà. Tự nhiên bị hay sao? Dạ tự nhiên bị con bé khóc lúc 11 giờ em dậy em tự nhiên em nghe chân đau. À. Rồi đến tới sáng thì em thấy chân em bị sưng rồi em lên trạm. Rồi buổi chiều em không đi được luôn. À. Bây giờ mới ngày hôm qua ngày nay em mới ra đi lần quanh sân nhà. Ừ. Quý vị trong này nó bóc đèn cũng hơi tối quý vị. Nó ngồi luôn đây cho nó tiện thì nó hơi chặt chút nhưng mà vì em thì nó bị cái chân nó bồng ra bồng vô cũng khó đúng không? Ồ mà bạn đây anh mập thì ăn uống mập. Em thấy mập. Ăn uống cũng mừng ấy. Dạ. Cũng mừng hả? Dạ em mừng thật sự đấy. Tại vì là cái lần đầu tiên bé nhớ không? Mà chị biết bao nhiêu chị lo lắng với em gì à? Cuối cùng rồi chị công việc ở nhà chị cũng vất vả biết bao nhiêu rồi, cũng lâu rồi em không lên ấy. Bây giờ em thấy đỡ rồi. Ừ. Đỡ thật sự đấy. Mà so với mấy bữa đấy. Dạ. Yeah. Mừng thiệt chứ. Mà trên này hãy thấy nhất là người chồng quý vị. Vợ mà bị như vậy là từ cái lúc mà sinh, từ lúc cưới được 2 ngày là bị luôn đó ha. Yeah. Ừ. Nhưng mà chồng thì rất là yêu thương vợ quý vị ạ. À. Một cái hoàn cảnh mà hãy thương bởi vì sao? Bởi vì là nói chung là hoàn cảnh khó khăn nhưng mà anh chồng ảnh được cái là ảnh rất là chung thủy với vợ quý vị. Giờ hoàn cảnh cũng rất là hiếm. Thường thường là những người mà vợ bị như vậy là người ta họ sẽ bỏ vợ họ đi theo người khác. Anh chồng thì cũng rất là đẹp trai đây. Nhưng mà ảnh rất là yêu thương vợ nên là Hải cũng thật sự em cũng hạnh phúc đó. Nên là anh mới đến đây anh thăm cái vợ chồng của em, hiểu không? Rất là chung thủy. Vợ đau ốm nhưng mà rất là thương vợ nữa quý vị. Chăm vợ là mấy năm nay đúng không em? Dạ, gần 4 năm rồi. Em phải cố gắng ha. Chăm vợ bởi vì phụ nữ thì nó chịu rất là thiệt thòi. Đó, cho dù vợ em bị như vậy đó mà vẫn sinh được cho em một đứa con đó ha. Dạ. Nên là mình phải yêu thương vợ, là lo lắng cho vợ nha. Dạ. Chứ anh thấy rất là nhiều hoàn cảnh. Cứ vợ đau ốm hoặc là vợ mà bị bệnh gì đó cái là bỏ theo người khác đấy. Đúng rồi. Đúng không em? Đúng rồi. Nên là anh chồng này anh rất là tuyệt vời đó quý vị. Anh cũng chia sẻ những hình ảnh như thế này. Dạ. Thì hôm nay á, thì anh cũng lên đây thăm hoàn cảnh của hai vợ chồng em. Dạ. Thì hôm trước thì cũng có cô bác anh chị giúp đỡ cho em đợt đầu đó ha. Dạ. Rồi sau này thì vợ em ở một chút thì cô bác cũng ngưng. Dạ. Rồi hình ảnh của em thì nói chung những cái video đầu thì có view, có nhiều người xem, sau đó thì nó cũng ít hơn. Dạ. Thì hôm nay anh cũng muốn trích quỹ của kênh của anh. Vì hoàn cảnh của hai vợ chồng thì cũng rất là khó khăn quý vị. Vợ bị như vậy thì chồng ở nhà phải chăm sóc vợ này, rồi chăm sóc con nữa. Nên là đi làm cũng khó. Mà hôm nay thì chồng bị cái chân nữa. Cái chân bị không biết là bị cái bệnh gì mà em coi nếu mà không đỡ thì đợt sau nếu mà anh lên được thì anh đi với anh xuống Đà Nẵng đi. Mình khóm ở đâu đó. Chứ còn mà để cái chân mà như vậy thì cũng đi lại khó khăn. Cái này phải vào khoa xương khớp. Khoa xương khớp rồi chụp ảnh, siêu âm, chụp phim rồi. Chứ còn mà ở đây nhìn không đoán bị gì. Bị gút hả? Bị gút. Dạ. Ở đây chỉ đoán thôi, đâu có mà phương tiện này, giống như ở phố rồi mình khám có máy siêu âm rồi chụp phim. Đây chẳng qua họ khám bằng cái cây thôi. Có khi rồi họ sơ rồi họ bóp kêu chỗ này đau không rồi cuối cùng rồi họ chẩn đoán thôi. Tại vì máy móc cái điều kiện ở đây chưa có kìa. Hôm nay thì đây em mình gửi tiền. Gửi cho em được ngày nào mừng chừng đó ha. Cái tội nghiệp em trai này ghê á. Rồi. Anh thay mặt cho anh Hải, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Dương Hải là gửi cho em 1 triệu ha. Này. Rồi. Bốn chị em cùng cháu giấu tên ở Mỹ là 1 triệu. Rồi 500 ngàn này thôi 1 triệu luôn đi, gửi cho em 1 triệu. Gửi 1 triệu nữa ha. Là của chị Becky Quỳnh và chị Mary Quỳnh ở Mỹ á, có gửi cho em 250 đô để mà đi đi giúp đỡ cho bà con khó khăn đó. Thì hôm nay em cũng trích ra 1 triệu ha. Em trao vừa rồi thì em cũng mới trích ra 1 triệu của hoàn cảnh của chú Hùng đó, rồi hôm nay em trích thêm 1 triệu của giúp cho hoàn cảnh của em Lê Thị Ba ha. Đây là 3 triệu nha. Đó rồi em lo cho vợ cho con. Mới nhận tiền có đưa cho vợ liền, có vị thấy không?
À, dễ thương vậy đó. À. Hiền mà. Ừ, hiền hiền. À, cố gắng nha em. À, em như vậy thì lâu lâu anh Lan Nhân sẽ thăm. À, chứ còn mình cố gắng lo cho vợ, chứ vợ cũng bị thiệt thòi rồi đúng không? Ừ. Giống như là duyên số với nhau rồi ha. À, tuyệt vời chứ em thấy đúng không? À, đàn dễ ông. Gì có hoàn cảnh, thường thường người đàn ông đấy dễ gì có chung thủy với đàn bà. Tại vì là anh thấy con bé nó bị đi lại không được. Ừ. Với lại cách mà vệ sinh này nọ cũng là đều chăm hết. Thật sự là em thấy thương, thiệt là đúng thương. Rồi, thương lắm. Dạ. À, nói thật sự quý vị Hãy là cũng là cương vị của người đàn ông, người nam Hãy thấy thật sự rất là nể luôn quý vị. Quý vị biết là vợ là nằm một chỗ, phải đi vệ sinh cho vợ này, lau chùi này, tắm rửa này, đúng không em? Dạ. Rồi nấu ăn cho vợ nữa đúng không? Dạ. Ờ. Mình đi mấy ngày, thời gian em đau chân thì em không làm được, nhờ mẹ vợ, bây giờ mẹ vợ cũng về nhà. À. Chắc trưa mẹ vợ mới lên. À. Mẹ vợ cũng già rồi. À, mẹ vợ cũng ở chỗ Thổ Na Tinh đấy, hồi nãy có quần áo rồi mình cấp cho đây. À, yeah. Cái chỗ hồi nãy mình chia quần áo cho bà con đó ha. Yeah. Ừ, thương quá. Thật sự thì Hải cũng rất là mong muốn được lên trên này chia sẻ nhiều cái hoàn cảnh khó khăn đó quý vị. Nhưng mà cái kênh YouTube của Hải gần đây thì nó cũng mất đi sức quá. Bác sĩ Thái đi vãi thì cũng tội nghiệp. Rồi mất đi sức thì cũng không được nhiều cô bác anh chị chia sẻ giúp đỡ quý vị. Bởi vì lâu Hãy trúng đợt dịch Covid vừa rồi Hãy cũng không có đi chia sẻ nên là mất đi sức. Rồi cũng mong rằng là sau này cái kênh mình nó phát triển lại để nhiều cô bác anh chị biết đến, để mà mình có thể là giúp được nhiều bà con hơn. Thật sự ở trên này bà con quốc khổ anh thấy. Mình đi đâu có những hoàn cảnh mà bây giờ nó thật sự là muối họ không có họ ăn nữa đúng không em? Dạ, đúng rồi. Không có muối để ăn nữa quý vị. Mà mình thấy mình thương lắm quý vị. Nhưng mà mỗi lần đi lên đây thì thật sự rất là khó khăn về vấn đề là chi phí đi lại của anh em. Thứ hai nữa là xa xôi quá. Dạ, đúng là thật thương kinh thiệt mà không biết. Thôi cũng cố gắng em ha. Cố gắng đi rồi anh cũng hy vọng mà có thể là có mạnh thường quân giúp thêm cho em. Để phụ cho em lo cho vợ, rồi cho con. Con em mà lớn hơn chút nữa thì có thể khỏe hơn. Quý vị thấy là rất là dễ thương này. Ở đây các em cũng thiếu chắc rồi. Ăn kẹo này. Thấy kẹo là mừng lắm. Đẹp gái ghê á. À, bé gái này quý vị. Năm nay thì được mấy tuổi rồi đây em hả? Dạ, 2 tuổi. 2 tuổi hả? Dạ. À, không biết cũng trời ban sao mà vợ lúc đó thì cũng bị cái chăn rồi bị cuộc sống đó mà vẫn sinh được đứa con này ha. Trời cũng thương đó, cũng phò hộ cho em đó thấy không? Cố gắng. Cố gắng thì. Dạ. Ừ. Thấy béo mập mập này mừng. À, thấy béo mập mập mừng nè. Da rẻ đỏ đấy. Ừ. Trừ trường hợp nhớp với lại, anh Lan nhớp với lại bữa Ha này, thật sự là cái bữa đó cả hai đều làm quan tài rồi đấy. Anh em mình cũng lên đấy chỗ đấy. Bây giờ quan tài đúng rồi đấy, vẫn còn để ở chỗ đây. Nhưng mà hiện tại bây giờ là lên tiếp mấy lần ở đây rồi. Hình như em 2 tháng em không lên này, bây giờ em lên rồi thấy bé mập này. Vui thiệt á. Ừ. Cố gắng hề bé. Cố gắng rồi ăn uống cho đầy đủ, lại thấy ví dụ có cái gì thấy ông chồng đi có việc này nọ thì em phải cố gắng chịu chăm con ơi một chút thôi, thì chị biết em không đi được á, chỉ cần là em không giận chồng hoặc là người chồng hoặc là đi làm hoặc cái gì đó, khi lúc đôi khi là chồng đi muộn về muộn á, rồi là có khi chắc chắn là em phải giận. Chắc chắn rồi, nhưng mà chị hy vọng á, em sẽ biết được, tại vì họ đi làm. Với lại cái cũng là do hoàn cảnh thì là chị em phụ nữ mình cùng chấp nhận với nhau. Rồi mình sống là vì con, vì cái, rồi mình phải cố gắng, phải tạo động lực. Rồi cố gắng như thế nào, rồi cho dù là mình bệnh tật á, hoặc cái gì đó thì mình là cứ nghĩ về con sau này, mình cứ nghĩ là mình sau này mình đi được, đứng được, không bao giờ mà mình ở lại tại chỗ. Chị hy vọng em sẽ đi được sắp tới. Ừ. Nói chung là cái phép màu cũng hy vọng, chứ còn em thì cũng bị rất là nặng quý vị ơi. Cố gắng ha. Anh cũng hy vọng rằng cô chia sẻ này thì cũng có thêm được cô bác Mạnh Thường Quân giúp cho hoàn cảnh của gia đình ha, để mà có một cái nguồn kinh phí rồi đó để lo cho vợ cho con nó vượt qua được cái khó khăn này ha. Thôi tưởng chết rồi mình thấy là mừng. Ừ.
Vậy thì mình cứ nghĩ lạc quan hơn bé đấy thì ba hỉ. Lạc quan hơn chứ hôm trước em lên đây thì thấy ốm rất là ốm luôn đúng không? À, tưởng đâu vợ không qua khỏi rồi đấy chứ. Ôi, nhưng vậy thì quá mừng rồi. Mừng Quá mừng rồi đúng không đúng em? rồi, em mừng thêm này này, nhưng mà hai vợ chồng thì không biết mừng như thế nào. Thật sự là mình là người thực tế, mình đi chứng kiến với lại đi quay phim xem lại cái video trước đây đó, rồi là bây giờ mình xem là mừng như cái gì luôn. Em mừng hơn nhiều thiệt á, hôm nay em lên mừng thiệt á. Bác sĩ ơi, bác giữ ra đây em trao thêm 500 nghìn nữa đi. Thực là đây là của chị Minh Hường. Hồi nãy định nói trao chị Minh Hường 500 đó mà của chị Minh Hường ở Đà Nẵng à. Minh Hường đó, chị có gửi quần áo cho Hải đó quý vị. Chị mà lúc nãy có gửi quần áo để cho bà con đó. Chị có gửi quỹ cho Hải để mà đi giúp cho 500 nghìn này. Thôi trao cho hoàn cảnh của mình đi, bởi vì thật sự anh thấy là bây giờ em bị cái chân nữa, thật sự là không biết bao nhiêu tiền là cho đủ. Đây anh trao đây của chị Minh Hường ở Đà Nẵng ha, 500 nghìn nữa để cho mua sữa cho con ha. Tội quá quý vị ơi. Cả tháng 11 cơ mà hai bữa quan tài. Tháng 10 âm hả? Tháng 10 dương. Tháng 10 dương hả? Thấy không? Nếu mà đúng giờ đó quân đóng quân tài mà em mắc là giờ giúp Nam rồi. Hồi đó là anh thấy đóng quân tài anh sẵn luôn á, bởi vì anh chưa bao giờ anh thấy mà cảnh đóng quân tài đó em. Vô anh thấy anh sẵn luôn. Thôi mà bây giờ thì vậy thì cũng mừng rồi. Hy vọng sẽ có phép màu đến với lại gia đình của Lý Thị Ba và em là Nhân đúng không? Cố gắng nha. Thôi bọn anh cũng lấy đến đây thăm một chút, thấy vợ em khỏe như thế này thì em anh cũng mừng rồi. Rồi em có đây lời gì muốn chia sẻ đến quý vị khán giả thì em chia sẻ luôn đây này ha. Dạ em cảm ơn tất cả anh chị đã đóng góp cho gia đình của em, và cảm ơn anh Hải, anh Anh Hòa Thái. với anh Thái với lại chị Anh Ý, chị Căn Anh Căn Trung Danh, à con Danh Căn Trung luôn á. À. Thì em không có gì, thì chúc anh chị gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và thành công hơn nữa. Em không có gì hơn, cảm ơn anh chị nhiều. Bác bị oai quá trời. Bé Rết thì ba có đưa lời gì muốn cảm ơn đến cô bác anh chị em chia sẻ luôn đây ha. Rồi. Dạ em cảm ơn tất cả các anh chị và Mạnh Thường Quân, cảm ơn các à cảm ơn anh hai, anh Thái, chị Căn Ý, chị Kép hay cô Căn Trung. à Dạ cảm ơn hết. ừ Dạ đã giúp đỡ cho gia đình em ạ. ừ Rồi dễ thương quá, hai vợ chồng và gia đình mà. Đấy giờ khỏe rồi nói được vui thiệt á. Được trước lại Đúng nói không rồi, là hơi đúng luôn rồi, đợt trước làm gì có rồi lên ngồi dậy với lại không nói được cái gì luôn, mừng thiệt á. Thôi cố gắng nha, anh thấy cũng mừng lắm. Hoàn cảnh của nhớp rồi hoàn cảnh của bé này, Đó cả hai hoàn hoàn cảnh cảnh kia mà sẽ nặng lúc nhất. nặng nhất luôn, nhưng mà bây giờ như thế này em mừng quá. Thôi cố gắng, chúc em mạnh khỏe này. Rồi quá tuyệt vời luôn này. Thôi Hải cũng xin chào tạm biệt tất cả quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều.